đại quan các đứa quan viên hai họ thân mến, cha ông cha ta vẫn thường hay nói rằng chết xong phủ lông chạy về chính ngã, thương em rồi giả bộ sang thăm. Hôm nay tình đẹp nảy mầm, nhờ cha nhờ mẹ tay cầm trầu trang, ta quay lạc gặp nhẫn vàng, hỏi xin hai họ rước nàng về dân. Trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói nghe nè. Người quê mình chân chất, đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng là anh thần nhất, lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gật đầu anh đưa lối cho phải lễ. Ba con lối sớm, hậu bao em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ra ngay, dậy đi, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lần xe qua tới, thưa mẹ cha một bài ca, hay bên nhà các tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba La, ngoài xà đá, ngoài hồ cá bên cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sao này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao mãi đêm nay ta say ta. Qua ngàn vạn năm giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường, phù thề giao bái đêm nay ta say ta. Anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây. Xin phép quý thân tộc họ nhà gái, tôi họ nhà đại xin đến họ nhà gái xin thỉnh lễ nhập gia để cùng dòng. Em ơi anh thương em lắm. Cô chính hay chính? Đã đám trên đường quê đi trên dạ, con đê vui ghê. Đinh đang phao nổ rộng đài, từ đây tiếp xe theo cha. Cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối đưa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón em thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, ai đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đáp cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đinh đang phao nổ rộn ràng, từ đây tiếp xe theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi. Để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường đại diện cho họ nhà tay gửi lời chào tất cả quý thân tộc họ nhà gái, lời chào trân trọng nhất. Cái thứ hai nữa thì cháu xin phép giới thiệu về bên phía họ nhà Tây.
Thì hôm nay thì có bà nội của chú rể với bà dì. Đây là ông cọ, ông chú với ông anh. Ông chú của chú rể, hai ông này là bạn của ông xui. Tôi dượng của chú rể. Thằng xin giới thiệu với họ nhà gái. Tư của cô dâu, ông bảy cô dâu, ông tám cô dâu, ông bốn cô dâu. Thì cũng xin kính thưa quý thân tộc họ nhà rái, hôm nay là họ Tây đến để tình cái lễ là rước dâu. Thì về phần lễ vật thì cũng xin báo là có hai chai rượu lễ và một mâm mà tàu cao và một mâm là trà rượu. Về phần phẩm vật thì có 4 mâm đồ, trong đó là có 3 mâm bánh và 1 mâm trái cây. Cũng báo với cái phần lễ vật, phẩm vật cho quý thân tộc. Về phần nữ tang, về phần nữ tang thì cũng xin báo là có cho cô dâu là một sợi dây 2 chỉ và chiếc kèn là 3 chỉ và chiếc lắc là 3 chỉ. Thì cũng báo là về chiếc lắc với sợi dây thì vàng 18, còn chiếc kiền thì vàng 24. Về riêng thì ngay chỗ cái này phần của hai cháu, và có hai cháu thì cũng có sợi dây 5 chỉ giữa hai cháu sống. Hiện nay cũng đem đây để báo với hồi đẩy là của hai đứa cháu. Về phần tiền thông dụng thì hồi tay có 4 triệu. Báo khuyến tộc à, có khu nào đại diện gì không? Dạ, dạ. Thì xin phép quý ta cặp họ nhà rái, hôm nay họ nhà tay chúng tôi đến để tình cái lễ tình cái lễ rước dâu. Về phần lễ vật thì có hai chai rượu rễ và một mâm đầu cao và một mâm là rượu trà. Về cái phẩm vật thì có 4 mâm đồ, 3 mâm bánh, 1 mâm trái cây. Đó là phần vật. Về phần nữ tang cho cô dâu thì có một sợi dây 2 chỉ với chiếc kèn và chiếc lắc. Tất cả hai cái này là lắc với dây là vàng là 18, chiếc kèn là vàng 24 carat. Còn riêng sợi dây này 5 chỉ của hai đứa cháu có sắm với nhau, em đây cũng để làm cái quà bữa nay hai đứa tao với nhau. Thì cũng báo lại với tiền thông dụng thì 4 triệu. Thì báo cáo cho quý dân tộc và nhà rái biết và nhận chứng kiến giùm. Có lẽ mời mời cô Chính đi, cô Chính. Em với chị nha. Cũng khỏi mời tôi uống. Để đi đám về người ta hỏi có mời cụ không có. Vì theo tôi là cái nữ tang này ha, có lẽ là mình đeo tổng hay cô dâu qua đeo rồi bây giờ hát cô dâu rồi ra là ra đi luôn đó, cho nên nó tùy, tôi chỉ gợi ý thôi, còn tùy làm sao cho mình cũng có giờ giấc về tổng nó cho nó kịp đó, ý đầu vậy. Thì bây giờ tuần lễ rồi tôi xin nhận cái số tiền này, bà cháu tôi nó không có nhận tiền dạ. Nước để cho nó cao lại gửi lại trên xuống dạ. Nhưng mà đó bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trọng, mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông 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 ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng giàu đừng lo, có em đây mà em hiền, ba em không khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, mà em quay anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai
nhau đi đường. Em đã nhau liên ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm đó mình ơi. Yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à, gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chào cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình. Xinh quá thì có em lò, đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là vì bên anh mừng hàng băng hoa cánh đồng xanh, đồng xanh nhắm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ yêu anh vì làm nhau miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh vì làm nhau miền Tây, mà em khoái anh rồi em không ơi anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về làm dâu miền Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai đi thường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muôn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe để em thương anh lắm đó mình ơi. Đang
mà buồn so. Khi ra duyên tới phiên kết tội mình, còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng, có ô dù che nón nghiêng bài thơ. Trong xa như bướm bay dường qua thước tha vào nhà. Lũ bạn trai tình nghịch đùa dai, câu vòng đùa hồng đôi má nàng dâu. Nhớ nhà em đêm nay mới là đêm, là đêm đồng phòng. Ngày vui
sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Biết là có một thời gian dài nhớ cháu Sơn và cháu Tinh, có tìm hiểu với nhau rồi đó là được sự thống nhất ông bà nội ngoại rồi hai phương gia hai bên thống nhất để làm cái lễ là thành hôn cho hai cháu. Hôm nay sự hiện diện có mặt của ông bà rồi cô cậu chú bác là gì á thì đến để chúc mừng cho cháu, thì không có gì hơn người tôi bác cũng xin với thành tập hội đại cho phép hai đứa cháu nó xá để ra mắt ông bà cũng được sắp tổ để đã hay gặp. See you.
sang thăm. Hôm nay tình đẹp nảy mầm, nhờ cha nhờ mẹ tay cầm trầu sen, trên tay là cặp nhẫn vàng, hỏi xin hai họ rước nàng về dân. Thế ngày hôm nay chính là ngày tuyệt vời của chú rể Thanh Sơn, sẵn viên tùng tử cô dâu xinh đẹp Kiều Trân. Thế ngay bây giờ nghi thức buổi lễ tân hôn xin phép được bắt đầu. Vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể quan khách quý đã đến tham dự buổi lễ tân hôn của chú rể Thanh Sơn, sẵn viên cùng với cô dâu xinh đẹp Kiều Trân. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Giáp Thìn. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Như Liên xin được thay mặt quý chủ hôn hai họ cùng với ekip thực hiện chương trình tổ chức sự kiện tiệc cưới Minh Sang, ban nhạc Cao Khanh, ẩm thực tiệc cưới chị Hai Sương xin được gửi lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quan khách và một lời chào thân thương và trân trọng. Yeah! Vâng, kính chào toàn thể quan khách quý thân mến. Một năm có 365 ngày và hành trình 365 ngày đó luôn có bốn mùa. Mùa vui nhất, hạnh phúc nhất của mọi người chúng ta đó chính là mùa cưới. Từ ngàn xưa cho đến mãi tận ngàn sau, thì tình yêu luôn mang một sắc màu thật kỳ diệu làm sao để gắn kết đời trái tim yêu, hòa chung nhịp đập truyền cho nhau tiếng nói, con tim hòa nguyện vào nhau để cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc. Người ơi, gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Em ơi, gặp gỡ để thương, trăm năm anh biết em là của anh. Vâng, và ngay bây giờ Như Liên xin mời toàn thể quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trân cùng nhau tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Mong cao nở rộ vào xuân, đôi ta ước hẹn chuyện tình có nhau. Cao xanh anh rước má đào, đẹp duyên đôi lứa cùng nhau chung nhà. Vâng, tất cả chúng ta đã cùng nhau chứng kiến thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau thì đã đạt tới đỉnh cao của sự thăng hoa trong tình yêu. Một lời cầu hôn rất chân thành từ chú rể Thanh Sơn và nhận được cái gật đầu rất ngọt ngào từ cô dâu xinh đẹp Kiều Trân, cùng với sự chúc phúc của toàn thể quan khách quý và quý chủ hôn hai họ. Xin đại diện chủ hôn họ nhà trai xin được trân trọng kính mời quý ông Nguyễn Văn Hồng và quý bà Trần Thị Tương, tây gia ấp Mỹ Thuận, xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là song thân của chú rể tiến về sân lễ để chúc phúc cho đôi duyên hương. Hoa xuân là giữa vườn xuân, nếu anh có tình thì hãy xin thưa, thưa ba thưa má sang nhà trâu cao xính lễ gọi là nên duyên. Một tràng pháo tay tuyệt vời để cho đón chủ hôn họ nhà trai của chúng tôi. Vâng, và đại diện chủ hôn họ nhà gái cũng không kém phần sang trọng và lịch lãm, xin được trân trọng kính mời quý ông Nguyễn Văn Trường và quý bà Bùi Thị Thoa, tư gia khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là song thân của cô dâu tiến về sân lễ để chúc phúc cho đôi duyên ương. Nhà gái hân hoan mừng rễ quý, nhà trai hớn hở đón dâu về, anh về làm rễ em về làm dâu. Một tràng pháo tay tuyệt vời để cho đón chủ hôn họ nhà gái của chúng tôi. Hôm nay tháng tốt ngày lành, chúc cho hai họ kết thành thông gia. Cô dâu thì xinh đẹp như hoa, chú rể đa sắc đa tài dễ thương. Vâng, các thưa quý vị thân mến, hiện nay bên trên sân lễ của chúng em là một bức tranh thật là xinh đẹp của một đại gia đình hạnh phúc để tỏ lòng tri ân ra mắt đến toàn thể quan khách quý, họ hàng thân tộc, bạn bè thân hữu gần xa để dành thời gian và ngọc quý báu đến chung vui và tham dự cùng với gia đình. Quý chủ hôn hai họ cùng với chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trân sẽ có một lễ chào ra mắt đến toàn thể quan khách ạ. Dạ vâng ạ, và
lễ chào ra mắt. Xin phép được bắt đầu. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay cho phép MC Như Liên xin được thay mặt cho quý chủ hôm hai họ cùng với chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quan khách quý, họ hàng thân tộc, bạn bè thân hữu gần xa đã dành thời gian và ngọc quý báu đến chung vui và tham dự cùng với gia đình trong lúc tiếp đón cũng như tiếp đãi. Nếu như có điều chi sơ sót, rất kính mong tất cả vì tình thương mến thương dành cho đại gia đình mà niệm tình bỏ qua cho. Như đây xin được thay mặt cho gia đình xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, chiếc tháp rượu sam banh minh chứng cho tình yêu đôi lứa, trộn một đời ta hứa mãi bên nhau, dây trầu nguyện lấy thân cao, chúc cho đôi bạn bên nhau trọn đời. Xin mời chú rể Thanh Sơn dìu dắt cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh tiến về tháp ly để tiến hành nghi thức rót rượu tình yêu. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, bên trao duyên thắm hẹn thề bên nhau, cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chúc thủy sắc màu tình yêu. Vâng, tất cả chúng ta đang cùng nhau chứng kiến chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh. Hợp cẩn giao bôi. Cái bạn nó để phía sau.
chú rể đi Trân ơi. Còn mai để sau lưng chú rể, còn mai để sau lưng chú rể. Lên đây Trân, mai để sau lưng chú rể. Rồi đúng rồi, thấy không nào, đúng rồi. Em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp biển mà lòng đã say. Nói em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say sức đời. Một chén giữa tay để chúc mừng. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quan khách quý, quan viên hay họ thân mến. Ngày hôm nay cho phép MC Như Liên sẽ được thay mặt cho chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh có đôi lời gửi đến song thân của mình ạ. Ba mẹ ơi, đã bao lần chúng con muốn nói với ba mẹ rằng chúng con yêu thương và kính trọng ba mẹ nhiều đến mấy, vì chỉ có ba mẹ là niềm hạnh phúc tuyệt vời và lớn lao. Cho đi nhưng không bao giờ đòi lại. Từ thở tấm bé, chính ba mẹ đã dìu dắt chúng con đi, đi trên bước đường đời, bước đường học vấn. Và ngày hôm nay cũng chính ba mẹ đã dìu dắt chúng con đi, đi tìm một nửa yêu thương còn lại của cuộc đời mình. Mẹ ơi, chữ hiếu chữ tình phát khô bầu sữa nên hình hài con. Thương cha xoay ngược giữa dòng đời con không lớn trên vai cha hiền. Công cha thì như núi như non, hy sinh tất cả cho con năm người. Và để báo hiếu sông đường ngày hôm nay, xin mời chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh xin kính dâng hai nụ hôn thật là tuyệt vời, xin gửi đến hai người mẹ vĩ đại đã tạo ra trai xinh và gái đẹp của chúng em trong ngày hôm nay ạ. Và Như Liên xin mời quý vị hãy cho một tràng vỗ tay với nụ hôn báo hiếu sông đường ngày hôm nay ạ. Vui mừng chất ngất mãi trong tâm, chúc con hạnh phúc ngàn năm để cho ba mẹ an tâm vững lòng. Hôm nay con đã lấy chồng dâu hiền rễ thảo nhớ công sanh thành. Và một lần nữa cho phép MC Như Liên xin được thay mặt cho chú rể Thanh Sơn và cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh xin được mến chúc cho ba mẹ hai bên luôn được dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già và sống mãi với con cháu mai sau ạ. Xin mời quý chủ hôn hai họ hãy cùng nhau tiến lên một bước và cùng nhau tay bắt mặt mừng để cho tình thông gia giữa hai nhà họ nguyện từ nay thêm thắt chặt và keo sơn ạ. Dạ vâng ạ, và ngày hôm nay xin cảm ơn quý chủ hôn hai họ rất là nhiều và xin mời quý chủ hôn hai họ hãy cùng nhau tiến về dưới bàn tiệc an tọa và lại tiếp đãi những vị khách quý của mình ạ. Vâng ạ, các thưa quý vị thân mến, chiếc bánh hình tròn tượng trưng cho mảnh đất vuông đất tình yêu đôi lứa. Xin mời chú rể dìu dắt cô dâu xinh đẹp tiến về chiếc bánh để tiến hành nghi thức cắt bánh tân hôn. Thôi khỏi Má mày dơm đâu có được đâu. Lên phít mà đâu dơm. Không ạ. Nghĩa trăm năm cho duyên ta thắm, cho tâm vững lòng. Cách thứ hai, nên nghĩa vợ chồng trăm năm hạnh phúc, mặn nồng có nhau. Cách thứ ba, long phụng xung vầy, cháu con nói giỏi đồng đầy yêu thương. Vâng, tất cả chúng ta đã cùng nhau chứng kiến chú rể và cô dâu chúng em đang cùng nhau tay trong tay, tay kề vai tựa như chim liền cánh, như cây liền cành. Dạ vâng ạ, quý vị ơi, vậy hướng mắt về sân lễ và hãy cùng xem đôi nguyên ương hạnh phúc của chúng em đang làm gì đây ạ. Dạ vâng ạ, họ đang trao nhau miếng bánh nghĩa tình, khắc câu chúc thủy duyên mình ngàn năm. Một trang giật tay để chúc mừng. Bự lên, miếng bự lên. Rồi giữ yên giùm em, thắp tay xuống cô dâu ơi. Chào bác nào, các quý vị thân mến, ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, ngày mà hạnh phúc nhất nhất trong cuộc đời của chú rể Thanh Sơn. Thì chú rể Thanh Sơn của chúng em đã thỏ thẻ với cô dâu xinh đẹp Kiều Trinh rằng trước khi xưa vừa mới quen nhau muốn hôn một cái mà sâu phập phồng,
chồng cho anh hôn em một cái để thỏa lòng ước mong. Và ngay bây giờ Như Liên sẽ đếm từ 1 tới 3. Xin mời quý vị hãy dành tặng cho chú rể của chúng em một tràng nhỏ tay để chú rể chúng em sẽ trao tặng người đời xinh đẹp Kiều Trinh một nụ hôn thật là ngọt ngào ạ. Tràng nhỏ tay càng dài thì nụ hôn càng nồng nàn. Tràng nhỏ tay chưa ngưng thì sao ạ? Nụ hôn không được dừng lại. Quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý thì hãy cho Như Liên nhìn thấy những cánh tay vàng của quý vị có được không ạ? Con tim nhà gái của mình đâu ạ? Con tim nhà gái của mình đâu? Dạ vâng ạ, xin mời đôi quyên ương mặt đối mặt bờ môi chuẩn bị. Dạ vâng ạ, các quý vị thân mến, hiện nay á, bên trên sàn sân lễ của chúng em có một độ rung lắc rất là mạnh khi nhịp đập con tim chú rể và cô dâu. Thì Như Liên xin mời quý vị hãy chuẩn bị đôi tay của mình nha. Dạ vâng ạ. Mê lên, có một vết xước.
mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên của Racing Boy. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lúc tháng thì anh không được giấu để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chị chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Yeah.
cô dâu hai và để giúp gia đình ha. Rồi sau qua quá trình tiếp đãi nó nếu bên họ nhờ ai có sơ sót gì em mong bên họ nhờ ai cũng thông cảm cho hai. Cũng cảm ơn họ nhà trai vì dễ thấy em thì cũng là vui. Trước thì cho chúc cho hai cháu cả năm tốt, chúc cho hai họ hai bên lời thật sức khỏe rất là mình phải nói là gần gũi tay gần gũi là hết. Bởi vì là như là tôi cũng vui vẻ và chúc cho bà con mình cũng là vui vẻ là chúc cho tới vui vẻ. Nhưng mà có lẽ cứ tùy như là thôi vậy thì mình tạm nhau quá ghê từ mong sau hai cháu tâm hạnh phúc rồi tụi mình mấy ông dượng mấy ông chú mấy ông bác gì đó gặp nhau mình gặp quá quên có gì xót ở đàn tay mong mình gái đồng cảnh đây. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiệc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mặc mới chiếc áo dài cài nhiều hoa. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Năm nay xuống trời, anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau
tay đến ngày mùng hai có ai đi ngày mà em ở đâu anh mang trâu cá quan nước châu luôn mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn thâm thì nghe xe màu nồng yêu thương lắm hơn mong vì thì còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau như thế hôm nay nói tình đôi anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì người chiều anh đi em sẽ đừng rơi quá nhiều đời không đắn đo em cần chi phải lo vì mình thương nhau anh chỉ thế hôm nay nói tình đôi anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình tình ta cho rằng cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu tay hai đứa về bờ
Đám cưới cùng